Xin chào bác đã đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em giới thiệu đến các bác mẫu xe đạp đua Chopit 3G được trang bị full một bộ group Shimano 105 vành carbon cao bảng. Full tất cả khung cặp vành cao bảng là carbon. Nước sơn đỏ đen thể thao. Xe Chopit 3G được các bác chơi xe rất là thích. Thì có cái thiết kế khung rất là đẹp, những cái cắt kim cương tạo chiếc xe có cái độ khỏe khoắn tròn. Nước sơn nguyên bản, xe nhập khẩu chính hãng, chạy full một bộ group Shimano 105 rất là cao cấp của Shimano xe đua. Vành carbon cao bảng như hy vọng cuối đủ cũng carbon đấy các bác thấy trên hình. Về phần ghi đông của chiếc xe được trang bị bộ tay lắc của Shimano 105, ghi đông là MSA của Mỹ, thương hiệu phụ tùng của Mỹ. Trước cũng bi vòng carbon. Giám sát vào đo size của chiếc xe và test chuyển động cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt cũng là 50 cm. Rồi chiếc xe của các bác thì khoảng 1m65 đến 1m75. Phù hợp 1.5 11 tấn lít, 2 tấn đĩa và 22 tốc độ khác nhau. Chuyển động của chiếc xe rất là mượt mà, thấy trên hình êm ái, chuyển động lên xuống. Bán chiếc xe này với mức giá là 24.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bạn ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.